Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay là tuần thứ hai mình làm video để nói về Manchester United, đội bóng mình yêu thích. Và tuần trước thì Man United đã có trận ra quân, một thất bại 1-3 trước Crystal Palace, một kết quả rất là đáng thất vọng. Cuối tuần này thì sẽ là trận đấu thứ hai trong ngày hôm nay đây, là đối đầu với Brighton trên sân khách vào lúc 6:30 chiều tối nay. Ở trận đấu đầu tiên, thực sự đó là một nỗi thất vọng rất là lớn khi mà đội bóng rất được kỳ vọng và có đầy đủ các trụ cột, tuy nhiên vẫn thất bại. Người bị chỉ trích nhiều nhất là Victor Lindelof vì đã mắc lỗi dẫn đến các bàn thua trong trận đấu. Và mình hy vọng rằng là trong trận đấu với Brighton chiều tối nay thì Bailey sẽ được sử dụng thay thế cho Lindelof. Nhìn lại lịch sử một chút thì mình đã từng thấy Man United thua trong trận đầu ra quân. Mình nhớ được hai lần đấy mình đều xem. Đầu tiên là mùa giải 99-2000, Manu đã thua trước Everton trong trận khai mạc, nếu mình nhớ không nhầm, tỷ số là 0-1. Hình như có một sai lầm của Jack Stam. Và kết thúc mùa đấy thì Man United vô địch sớm năm vòng đấu, mùa giải 99-2000. Lần thứ hai Man United thua trong trận mở màn là mùa giải 2012-2013, mùa giải gần nhất dưới sự chỉ đạo của Sir Alex. Man United cũng thua trước Everton bằng bàn thắng duy nhất của Fellaini. Và kết thúc mùa giải đây, Man United vô địch, lần cuối cùng vô địch tính đến thời điểm này. Nên thất bại trận mở màn có thể chưa nói lên điều gì quá to lớn. Miễn từ bây giờ đội bóng cần phải cải thiện, và rất mong tối nay trước đối thủ yếu hơn nhiều là Brighton thì đội bóng sẽ giành trọn 3 điểm. Nhắc một chút đến thị trường chuyển nhượng thì có những thông tin cho rằng Man United đang cố gắng đưa ra những cái giá cuối cùng để mua được Sancho. Tuy nhiên là tốt nhất không nên đặt quá nhiều hy vọng, và có thể là Solskjaer sẽ buộc phải sử dụng những gì hiện có. Ít nhất thì tân binh Van de Beek đã cho thấy những giá trị của anh ấy. So với Scott McTominay và Fred thì mình thấy là Van de Beek có lẽ là tốt hơn trong tấn công, tốt hơn trong việc xử lý bóng. Một vấn đề nữa mình muốn nói đến đó là vị trí thủ môn. Hiện tại Manchester United đang có 3 thủ môn chất lượng là David De Gea, người đang có vẻ như là lấy lại được phong độ tốt. Dean Henderson cũng bắt rất tốt ở trận mở màn cúp liên đoàn vừa rồi. Và Sergio Romero, một thủ môn dự bị cực kỳ chất lượng. Và thực sự là sẽ rất là không công bằng cho Romero nếu như anh ấy không được bắt thêm trận nào sau những gì anh ấy đã công hiến những mùa giải vừa qua. Mình mong rằng là sẽ có sự cân bằng nhất định giữa David De Gea và Dean Henderson, tức là họ để chia nhau ra bắt ở những đấu trường lớn là Ngoại hạng Anh và cúp C1, và những cúp như cúp liên đoàn và FA Cup nên vẫn nên trao cơ hội cho Sergio Romero. Sau trận đấu với Brighton chiều tối nay thì Manchester United sẽ gặp lại Brighton vào rạng sáng thứ năm tuần tới ở khuôn khổ cúp liên đoàn, và vào chủ nhật tuần sau thì sẽ có một trận Super Sunday gặp Everton, gặp Tottenham, khởi đầu cho một tháng 10 với những trận cầu khó khăn. Sau đấy Manchester sẽ còn gặp Chelsea và Arsenal trong tháng 10, cùng với đó là một trận đấu với Newcastle. Trước kia thời Sir Alex thì tháng 10 là một tháng mà Man United giành được rất nhiều điểm và bứt phá rất là tốt. Mình cũng không dám hy vọng nhiều.
vẫn chỉ hy vọng đội bóng sẽ tiến bộ dần qua từng vòng đấu và giành được càng nhiều điểm càng tốt. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ đội bóng và đón xem trận đấu vào 18:30 ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.